Hello anh em, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ba Thạch TV. Lời nói đầu tiên mến chúc sức khỏe anh chị em. Bữa nay mình nói về mấy con trâu rừng này. Ê, mình muốn bán mấy con trâu rừng này cho anh em chơi. Mấy con trâu rừng nha, trâu rừng em thần này nó ngon lành hết rồi. Anh em xem chi là một tác phẩm trái dừa đầu tay, mình bán 800k. Con rừng này cũng bự lắm anh em ơi. Đây, bán 800k bao shop cho anh chị em luôn. Tác phẩm con rừng này mình bán 800k. Tác phẩm này, cặp rừng này ở dưới đây á, em bán hai con này 900k. Đây, hai con này nhỏ hơn con trên miếng, em bán hai con này 900k nè. Nè, con bự này rồi con bên đây 900k. Còn cái con bự khủng này, hàng này hàng khủng long, con này bự dữ dằn. Con rừng này thì em bán thấy 2.000k cũng bao shop luôn. Để em về ra anh thấy quay rõ lại cho anh em, bự lắm, to. Cái này thì nhũng miếng lá, nhũng tí xíu, cắt bỏ luôn cho nó ra lá mới. Đây, con bụi này xanh quế, có ai chưa có giống xanh quế là giao lưu với cái bụi này luôn. Bụi xanh quế, tiết ngọc thì cái gì cũng có hết, vàng Tây Ninh đồ. Đây, chậu vàng Tây Ninh. Đây, còn chậu trong này, chậu phân trí sần ba bốn thân gì đó, vàng Tây Ninh, phân trí sần. Vàng Tây Ninh mình còn nhiều lắm á, anh em nào chưa có giống vàng Tây Ninh comment lên bán vàng Tây Ninh cho anh em chơi luôn. Và những cái dòng Bicolo lô hội, những mà hoa lưỡi hồng đẹp đồ, anh em cứ comment lên mình biết mình lấy cho anh em ha. Mấy bụi kiếm lùng đẹp, đây lùng đẹp, tác phẩm lùng đẹp là đây. Lùng đẹp bất kỳ là phê luôn. Tác phẩm này mình bán cũng rẻ rẻ cho anh em chơi. Với con khủng này luôn, con này là con hầu đẹp khủng, hầu đẹp đại, bông mười mấy bông lượng, bự to khủng, mình giao lưu luôn, thanh lý cho anh em hết. Anh em nào yêu thương con hồ đẹp khủng này mình giao lưu luôn. Đây, giá con này á, là giá con khủng này á, là em bán 800k bao shop luôn mà. Đó, anh em xem kỹ là khủng dữ dằn, bự lắm, chăm nay 3 năm về là có hoa ngắm liền. Đây cái hoa nè, hoa lú nè, đó con cái bông lú đó. Con này tiểu hồ đẹp, có ai chưa có tiểu hồ đẹp cứ comment lên. Mấy cái dòng ngọc điểm nè, ngọc điểm này còn có một cây nè, cây này bông trắng hàng rừng luôn nè. Đó, cây này là có tên là linh sinh, nói chung là cây này đột biến, mình lấy từ cây mẹ của cây đột biến bông trắng ra. Còn cây cuối cùng anh em nào comment mạnh vô mình bán cây này cho anh em luôn. Anh em muốn mua hàng bên mình á, kết bạn Zalo nha. Số điện thoại của shop là 0909434167. Kết bạn Zalo đi rồi mình tư vấn cho anh em nhiều dòng lan nữa. Nhiều dòng đẹp, lá bự to khủng. Đây, cái dòng này là nhìn cái mầm thôi đủ phê rồi, ra cái bông rất chi là phê luôn. Nó anh em thích dòng nào loại nào anh em cứ comment mạnh lên, bán rẻ rẻ Phú Thọ HO gì mình cũng có đầy hết nha anh em. Em nói chúc mọi người vui vẻ, mến chúc sức khỏe cả gia đình mình. Đây, còn cái bông này nè, bữa nay cắt lại bông luôn cho nó rồi. Hôm nay mình sẽ cắt bông luôn, bông cũng tàn rồi. Ra hôm nay lâu cả chục ngày rồi.
Để em ra ngoài vườn, ngoài em được phiêu mấy cái loại lá to à. Có anh em nào yêu thương cứ comment lên. Rồi, mình đã quay lại với anh em nè. Này là ra cái sân trước của mình là những cái dòng lá to, lá củng rồi là ở đâu. Đó, anh em xem nha, mấy tác phẩm của mình hiện cũng lâu. Những bụi này á, xin nói luôn. Bụi này là con hồng thất bại. Đó. Này là mặt hoa bao phê luôn, đẹp luôn. Có ai chưa có giống Mai Hoa Thiên Vũ đó. Comment lên, mình bán rẻ rẻ. Bụi này là bụi Mai Hoa Thiên Vũ đây. Cái kia là thân to khủng bự. Anh em nào yêu thương cứ comment lên, giao lưu giá rẻ rẻ cho anh em một hai thân. Mấy dòng này, thân lá khủng này. Thân lá này 6 xem 6 thân mấy đủ lên to khủng. Kiếm của mình luyện rất nhiều nha anh ơi. Mấy này là hàng rừng loại cánh bầu đó, mấy cái này loại cũng thường thường em để dưới nào VIP thì em để ở trong. Rồi quay cái lại chỗ này cũng có mặt hoa cũng bao phê luôn. Hoa này nó cũng nở này mấy ngày rồi, mắt mũi mắt mắt hết rồi mà nó đẹp lắm. Mà hoa này là có tên là bao thanh thiêm, lưỡi thì nó cũng hồng đẹp lắm. Hoa này có tên là bao thanh thiêm nha anh em. Còn nguyên bụi to luôn, nguyên bụi khủng luôn nè. Có ai chịu bụi này á liên hệ mình bán luôn cả bụi cũng được, cũng ấy tách tách củ bán cho anh em giá rẻ rẻ. Anh em mua hàng bên mình là cứ yên tâm, mình sẽ cho anh em mua từ 3 loại, 2 loại đến 3 loại là mình sẽ cho thêm những cái loại lạ 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 khác nhau hết để anh em chăm sóc. Ngày mới chúc mọi người vui vẻ, mến chúc sức khỏe cả gia đình mình nha. Anh em nhớ ủng hộ kênh để biết nhiều cái mặt hoa đẹp nữa nha. Nhớ theo dõi, ủng hộ, đăng ký kênh cho mình nha. Mến chúc sức khỏe cả nhà mình. Và để em nói luôn, em cũng còn mấy cái gốc bonsai đẹp, mấy gốc me này cũng cổ thụ mà nó dạng những nhỏ. Có anh em nào đam mê những cái gốc me bonsai này cứ comment lên mình bán luôn, gửi hàng toàn quốc cho anh em luôn. Gốc me đây, còn bên đây là chiếu thủy nè. Cái này là hàng cũng thành phẩm hết rồi, chiếu thủy đây. Chiếu thủy này dán yên rồng. Còn này cái khế, khế này nguyên con kỳ lân luôn. Anh em mua cái gì á mình bán cho anh em, lấy thanh lý hết cho anh em, lấy cái giá cũng mềm mềm cho anh em nha. Anh em muốn mua hàng bên mình kết bạn Zalo để em tư vấn thêm cho cả gia đình mình nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả gia đình ơi. Ngày mới chúc mọi người vui vẻ, mến chúc sức khỏe cả nhà mình. Rồi em xin phép em xuống nha.